Tôi là Phạm Trần xin kính chào quý vị đã đến với bản tin đặc biệt trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 12 tại Hà Nội. Có một biến cố mới xảy ra giữa các linh mục dòng Trứ cứu thế giáo dân Thái Hà và nhà cầm quyền Hà Nội. Vào lúc 8 giờ 30 sáng thì các linh mục dòng Trứ cứu thế hướng dẫn khoảng vài trăm giáo dân của giáo xứ Thái Hà đi theo có một số các cái biểu ngữ bằng làm bằng giấy đã trưng cao và đòi lại cái chủ quyền đất đai của nhà dòng Trứ cứu thế cũng như là của xứ Thái Hà. Các cái người biểu tình do các linh mục dòng chú Quốc Thế hướng dẫn đã đến Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội để mà trao những cái thỉnh nguyện thư để đòi lại cái tài sản của họ. Quý vị cũng biết là Đức Tổng Giám mục Nguyễn Văn Nhân là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam cho đến bây giờ không có bất cứ một cái hành động nào lên tiếng phản đối nhà cầm quyền Hà Nội đối với những cái sinh hoạt, những cái đòi đất của dòng chú cứu thế nói riêng và của giáo xứ Thái Hà nói chung. Vì vậy cho nên cuộc biểu tình sáng ngày mùng 2 tháng 12 tức là sáng hôm nay thưa quý vị trên con đường trở về từ cái trụ sở ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thì đến cái ngã tư Tràng Thị và Bà Triệu thì bất ngờ công an và cảnh sát xác phục cũng như là dân phòng tấn công người biểu tình. Tôi xin nhấn mạnh cái chữ tấn công người biểu tình là bởi vì tôi đã chứng kiến cái video của dòng chứng quốc thấy gửi ra nước ngoài, không người biểu tình không có bất cứ một cái hành động nào để mà khiêu khích theo như tờ báo được gọi là cái tờ báo An ninh thủ đô của thành phố Hà Nội xuất bản ngay sau đó đã tường thuật cái cái cuộc biểu tình đó và cho rằng là những điều biểu tình đã 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 nhục mạng và đã trưng các cái biểu ngữ được gọi là những cái biểu ngữ gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Thưa quý vị, tất cả những cái lời nói của cái tờ báo được gọi là an ninh thủ đô này là hoàn toàn bịa đặt cảnh sát đã tự động tấn công và đã dùng dùi cui đánh một người phụ nữ chảy máu và sau đó bắt các một số linh mục cũng như là giáo dân đưa về cái trung tâm được gọi là cái trung tâm phục hồi nhân phẩm tại Hà Nội và đã giam giữ ở đó cho đến buổi chiều và khoảng 5 giờ chiều thì thưa quý vị tất cả mọi người đã được trả tự do tuy nhiên nhà sứ của Thái Hà đã tiếp tục phản đối và trước đó thì quý vị cũng nhớ rằng tại thành phố Vinh đã xảy ra một cái biến cố khác tại cái họ đạo được gọi là cái họ đạo À, thưa quý vị được gọi là các họ đạo giao điểm con cuông tức là cái, một cái sứ đạo ở thuộc địa phận Vinh Và cái sứ đạo này được là của các linh mục được địa phận Vinh cử đến để làm lễ cho giáo dân mà thuộc với giáo sứ Quang Lãng thì thưa quý vị trong đêm ngày 30 dạng ngày 1 tháng 12 đã có hai người đi xe gắn máy và đã ném một quả mìn vào cái trụ sở này và đã làm gây thiệt hại nặng nề cho cái cơ sở này. Tuy nhiên không có ai bị thương hay là không có bất cứ một cái sự sụp đổ nào, tuy nhiên thiệt hại rất nhiều. Trước cái việc sự kiện xảy ra vào đêm 30 dạng ngày một thưa quý vị, thì phá khoảng chừng 300 dân phòng, trong đó có một số công an đã vác loa đến và đã đứng ở bên ngoài cái trụ sở để mà phản đối, cũng là la hét trong khi đó ở trong... Bên trong nhà nguyện này thì có hai linh mục đã được cử đến để làm lễ cho giáo dân hàng ngày, đôi khi hàng ngày và đôi khi hàng tuần. Thưa quý vị, đấy là một cái hành động hết sức là 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 tôi cho tôi cho là hết sức là khiêu khích đối với giáo hội Công giáo và một cái website tại thành phố Sài Gòn tức là cái website này thuộc Ủy ban Công lý và Hòa bình tại giáo phận của Sài Gòn đã lên tiếng phản đối và cho rằng bây giờ giai đoạn này đây là giáo hội công giáo đã bị bách hại. Đây là lần đầu tiên giáo hội công giáo một cái website của Ủy ban công lý của địa phận Sài Gòn đã lên tiếng công khai nói rằng giáo hội công giáo đang bị Đảng Cộng sản Việt Nam bách hại và họ đó họ đã so sánh tất cả những cái hành động bây giờ là một cái hành động mà cho rằng là gần như giống những cái hành động cấm đạo dưới thời Minh Mạng. Tôi là Phạm Trần xin kính chào quý vị.